Xin chào tất cả các bạn nha. Nửa đêm nên là dậy làm một trận. Chết thôi, 33% pin. 0 giờ 4 phút ngày 19 tháng 1. Trận map Livic. Ok. Ok, mình đã vào. Tính này chắc chắn là bot rồi. Ok. Mình không hiểu đồng xu này đồng xu gì. Đồ đóng vào chơi. Cái này mình chưa được chơi ba ngón các bạn nhé. Mình thì chưa lên được trình độ chơi bốn ngón. Nếu chơi được bốn ngón thì tất nhiên nó sẽ linh hoạt hơn các bạn. Đây trụ gì đây, cái này mới ha. Bắn thử nào. Hơi lag. Có thể do máy của mình hoặc là do mạng. Hơi lag. Lag quá. Đi tìm đồng đội. Thì rất chú ý này. Xem có gì rồi. Ngắm 4 này. Ok. Không thấy một con bot nào. Không thấy một con bot nào. Ui, lag. Giật vai. Ui, lại bị lag rồi. Đúng là không gì ức chế bằng cái việc chơi game dùng mạng bị lag. À được. Mình đổi sang M416.
Quá loa các bạn. À, có địch, có địch, có địch. Đúng là mày. Con lắm. Giờ nó bóp mà. Nó không mạnh ra này chắc là bắn thì mình chết rồi. Mọi người nhìn thấy thật. Don't give up. Your teammates need you. Online. Come on, that's it.